Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Gia Trai Miền Tây. Như hôm nay là ngày 2 tháng 3, Gia Trai Miền Tây lên một số mã đường đồ xưa để phục vụ cô chú anh chị, mong được sự ủng hộ của tất cả nha. Đầu tiên mình xin giao lưu mã số 1 là một cái bình biên hòa đắp nổi nha. Bên đây là đắp nổi bông mai nha, một cây mai rất là đẹp, mai trắng. Bên đây là cũng là đây bốn chữ này, bốn chữ đắp nổi cực kỳ đẹp luôn mọi người, trên cái nền xanh, cái màu xanh lá rất là tuyệt vời nha. Xuất sắc, bình này rất là xuất sắc. Chiều cao của nó là 29 cm. Tình trạng của nó nè, nó có tóc những cái đường rất là nhỏ nha mọi người, giống như nó gạn mà gạn theo thời gian vậy đó. Đây nè, rất là nhỏ. Ở phía dưới này là cái chân chim nha, chân chim à, chân chim nè. Mình xin giao lưu rẻ cái bình mã số 1 này thôi. Mã số 1 mình xin giao lưu với giá là 700 ngàn nha, 700 ngàn cho cái mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 lại là một cái bình biên hòa nữa mọi người. Bình hòa, hòa rất là đẹp. Hòa này là chắc hòa lan quá này. Có chiều cao là 36.5. Tình trạng của nó là lành nha, bình lành, đẹp nữa. Màu sắc sặc sỡ. Bình mã số 2 này mình xin giao lưu với giá là 700 ngàn nha, 700 ngàn cho cái mã số. Ủa, không, mình bán rẻ thôi, bớt mọi người 50 nha, 650 ngàn cho cái mã số 2. Tiếp theo là mã số 3. Một cái thêm một cái bình biên hòa. Bồ câu quá mọi người. Giá bồ câu quá. Bồ câu Hòa Bình nha. Có chiều cao là 31 cm. Chôm đây. Tình trạng là mỹ nó có tóc một đường như thế này, từ đây vô đây. Và ở phía chân nó có bị mẻ đây. Mình xin giao luôn cái mã số 3 này với giá là 600 ngàn nha, 600 ngàn cho cái mã số 3 bồ câu, mã số 3. Tiếp theo là mã số 4. À, hôm qua mình bán mồi rồi cái dĩa kia rồi nha. Bữa nay mình mua thêm được một cái dĩa nữa đẹp. Ai muốn mua ghé cặp thì mua nha. Cái dĩa này nó có đường kính miệng là 17 cm. Tình trạng là ở đây nó có bị lỗi lò nè, chỗ này nè. Ngoài ra thì ok nha. Con gà trống rất là oai nha. Đây, dĩa rất là đẹp, là lạ luôn. Mã số 4 này mình xin giao lưu với giá là 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu cho cái mã số 4. Mã số 5 là bàn ủi con gà nha. Bàn ủi con gà này, bàn ủi này chỉ có 1 kg thôi, rất là mini. 1 kg. 1 kg cái bàn ủi này mình xin giao lưu với giá là 700 ngàn, 700 ngàn cho cái bàn ủi con gà. 700 ngàn. Người đợi em tí nha, hơi bị thiếu sáng. Mã số 6, một cái thố mini, một cái thố bào mini này mình bán rẻ luôn. Nắp nó có sữa, cái núm nắp nó có sữa một nửa nha, núm nắp có sữa một nửa, có đường kính điện chỉ có 8.5 thôi, 8.5. Mình xin giao lưu cái thố màu mini này với giá là 250 ngàn, 250 ngàn cho cái thố màu mini, mã số 6. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cái bình, bình này ra đựng rượu nè mọi người, xưa ta đựng rượu và được đựng nước. Mọi người về mới mua chế cái nắp á, cái nắp bằng bằng gỗ, mọi người đẩy lên đây rất tuyệt vời nha. Có hai cái đeo nè, hai cái đeo đây. Cái bình, cái dáng này, cái bình này rất là ít gặp luôn mọi người đó, rất là đẹp, hiếm gặp lắm. Cái bình này mình xin giao lưu với giá là 1,1 triệu nha, 1,1 triệu cho cái bình, có chiều cao là 17 cm, 1,1 triệu. Đó là mã số 7. Tiếp theo là mã số 8 là một cái bình trà tái thiêu màu, size này chắc cỡ 4 đến 5 lít nha, có chiều cao là 22.5 cm, màu sắc cũng cực kỳ đẹp nè mọi người, mọi người thấy không ạ? Phía chân phía dưới này nó có những cái đường gạn nè, gạn nhưng mà không thấu cốt nha, gạn thời gian không thấu cốt. Nước uống thường, cái này là bình nước uống cho nên là thường nó sẽ thâm thâm men rất là nhiều, khoảng một khoảng 10 cái thì khoảng trong đấy hơn 9 cái là nó đã bị thâm men rồi mọi người. Còn nhưng mà cái bình này người ta ít sử dụng nè, người thấy mà nó cũng rất là đẹp nha, màu sắc rất là đẹp. Tình trạng nè, nó có sữa một tí chỗ này nè, đây theo có tay mình chỉ nha, từ đây đây một tí chỗ này mà người ta đã sơn lại cái này cho nó đẹp lại thôi, chỉ bị thẩm mỹ cái chóp của vòi thôi, ngoài ra thì không có sửa chữa gì hết. Đây cái nắp lành nè, nắp lành,
Đó, cái bình này cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Sơn thủy mà người ta làm nhà cửa núi non gì nè, cực kỳ rõ nét luôn. Đó, cái bình trà này mình xin vô lưu với giá là 1.6 triệu nha, 1.6 triệu cho cái bình trà sơn thủy size 4-5 lít nước. Đó là mã số 8. Mã số 9 là một cái bình trà đây, còn trà ông thọ có chiều cao 11.5 thôi, rất là đẹp nha. Mình xin giao lưu cái bình ông thọ này với giá là 300.000 nha, 300.000 cho cái bình ông thọ. Mã số 9 rất là đẹp. Mã số 10 ở đây một cái cặp bình bằng đồng nha. Nó khắc rồng đây, bên con rồng, đây con rồng nữa, hai con. Có chiều cao của nó là 13 cm nha. Chiều 13 cm, hai cái màu rất là khác nè mọi người. Đó. 13 cm cặp này mình xin giao lưu với giá là 1.5 triệu nha. Nó khắc con rồng rất là rõ nè. 1.5 triệu cho cái bình cặp bình bông đồng. Chiều cao 13 cm, mã số 10. Mã số 11. Đây, lên một cái bàn tính siêu đẹp, đó giờ mới gặp cái bàn tính rất là đẹp như thế này. Cái này rất là mình quên đo rồi mọi người, mình thông cảm nha. Ai thích thì inbox để mình đo cụ thể nha. Cái này cũng rất là lớn. Gỗ này bằng gõ hay gì đó mà đẹp lắm. Hộp rất là to nè mọi người. Đây những cái cây này là cây đồng hết nè. Nè, những cái thanh như thế này là thanh đồng nha. Ở phía sau nè mọi người, nhìn thấy cái gỗ nữa không? Đặc biệt ở chỗ là 444 cái bên đây là đều nó bịch đồng hết. Này. Hàng của Trung Quốc chính hiệu luôn mọi người. Chỉ có bằng tính của một là Trung Quốc, hai là mình rồi sau đó này có Việt Nam cho nên nó sẽ có những cái sử dụng bằng tính như thế này. Chú ý là người qua làm đây, thấy không? Trung China nè mọi người. Bàn tính này rất là hiếm. Theo mình nhận định là bàn tính rất là hiếm. Quá trời đẹp luôn. Hiếm thôi. Nè. Mình xin giao lưu cái bàn tính này với giá là 2 triệu nha. 2 triệu với cái bàn tính. Mã số 11. 2 triệu. Mã số 12. Mã số 12 đây. 6 cái dĩa con gà. Đường kính 19.5 cm. Dĩa bẹt nghe mọi người. Cái thứ 2 con gà là tuyệt vời nè mọi người. Dĩa thứ 3. Thứ tư, thứ năm, rất là oai, cuối cùng là cái thứ sáu. Sáu cái dĩa con gà, mã số 12 này mình xin giao lưu với giá là 400.000 đồng nha. 400.000 đồng cho sáu dĩa gà mã số 12. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Hai số trên đều có Zalo nha. Em bán hàng là đúng giá nha mọi người, cho nên là mọi người đừng trả giúp em nha. Mọi người trả em cũng không có bớt được. Với lại mà tránh thời gian lâu cho nên ảnh hưởng đến những người sau mà muốn chốt hàng thì rất là khó nha mọi người. Mong mọi người thông cảm, cân nhắc giùm em nha. Cái mã số 13 là mình xin giao lưu 6 cái dĩa màu, cực đẹp nha mọi người. 6 dĩa rất là đẹp. Hàng sau chiếc 75 nhưng mà nó đây, có chiều cao là ở đường kính miệng của nó là 19.5 nha. Màu sắc thì trên cả tuyệt vời. 19.5. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cái này chữ hỷ nè. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Mọi người thấy rõ không ạ? Cái thứ năm này nó có bị bảy hai chỗ nhỏ thôi. Cái thứ sáu. Sáu cái rất là tuyệt vời. Sáu cái mã số 13 này mình xin giao lưu với giá là 500.000 nha. 500.000 cho 6 cái dĩa màu chư hỷ, cực kỳ đẹp luôn. 500.000 cho mã số 13. Mã số 14. Mã số 14 là mình xin giao lưu một cặp dĩa chân trái cây nha, lá thiêu màu, đường kính là 26.5. Dĩa cá ba đuôi. Để mình quay từng cái cho rõ cho mọi người xem. Màu sắc của nó nè mọi người, khỏi phải chê luôn. Dĩa này là gọi là dĩa lớn của dòng gốc lá thiêu màu nha. Rồi cái thứ hai đây,
hai cái này khỏi cái bàn cãi gì về cái đồ đẹp của nó nha mọi người. Mã số 14 này mình xin giao lưu với giá là 400.000 nha, 400.000 cho cặp cá ba đuôi đường kính lớn rất đẹp. Đó là mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là một cái con heo, heo biên hòa. Heo hòa đựng ống ta heo đựng tiền nha mọi người. Đáng tiếc ở chỗ là ở đây nó bị người ta thục, người ta đục lỗ để người ta lấy tiền ra đó mọi người. Ngày xưa người ta cũng thường như vậy lắm. Cặp heo này mình bán rẻ cho mọi người chơi luôn, để coi chơi. Có giá là 250.000. 250.000 cho con heo mini. Bị đục lỗ ở đây, 250.000. Đó là mã số 15 nha. Mã số 16 là một cái hộp trà nhơ, hộp trà bằng chắc bằng chì quá mọi người. Ở đây trước đây nó có khắc chữ nè. Thấy không? Chữ gì thì mình chỉ tạo mình nắm gần đi. Hộp này chắc hộp bình trà đây. Mình mua của người ta, ta lấy hộp bình trà đích có chữ nè. Hộp trà này mình xin giao lưu với giá là 600.000 nha. 600.000 cho cái hộp trà có chữ tùm lum hết. Đó là mã số 16. Mã số 17. 6 10 cái dĩa siêu mini. Chim qua thêm cái bài thơ. Chỉ có đường kính nó là 9.5 thôi. Đây 6 cái dĩa tuyệt đẹp nha. Mini rất là hiếm gặp luôn. Đó. Mình quay chi 2 3 cái cho mọi người tượng trưng thôi nha mọi người. Này. 6 cái này cũng tương đối lành hết, tương đối lành hết. 10 cái này mình xin giao lưu với giá là 600.000 nha. 600.000 cho 10 cái dĩa siêu mini. Mã số 17. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 là một cái bình có chiều cao là 11.5. Bình trà này rất là tuyệt vời, mà ai mà không mua là hơi bị tiếc nha. Nhanh tay mà mua nha mọi người. Cái bình trà này nó có cái tích là sen nha. Đây, tích sen. Ở trên là chuồng chuồng nè mọi người, hai con chuồng chuồng nè. Mọi người có để ý không ạ? À? Đây là lần đầu tiên mà Gia Trai miền Tây bán cái bình trà như thế này nha, lần đầu tiên. Trên cái YouTube này, mọi người thấy không ạ? Hai con, thêm dưới là sen nè. Mọi người thấy không ạ? À? Nó có mọc gì là không biết. Tình trạng của nó là lạnh nha, chỉ cao 11.5 thôi. Đó, cái bình trà sen mà thêm hai con chuồn chuồn là tuyệt vời nha. 500.000 cho cái bình này. Mã số 18, 500.000 nha mọi người. 500.000 cho cái mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Là 6 cái dĩa. 6 cái dĩa trà bá nữa. Phước Lộc Thọ quá. Chắc Phước Lộc Thọ đây mình. Đường kính của nó là 19.5. Sau cái dĩa này tình trạng của nó đều lành hết. Đây, cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Cuối cùng là cái thứ sáu này. Rất là đẹp, 6 cái dĩa này rất là đẹp. 6 cái dĩa này mình xin dâu luôn với giá là 500.000 nha. 500.000 cho 6 cái dĩa. Đây. Phước Lộc Thọ ở trong đây là thứ quý nè mọi người, thấy mà. Xuất in là Mai Lan Cúc Trúc nè. Dĩa này rất là đẹp. Mã số 19 là 500.000 cho 6 dĩa nha. Mã số 20 là hai cái bình trà. Bình trà này rất là hay nha. Đây. Quay lại cho mọi người xem. Một cái bình trà sơn thủy mà trắng xanh, một cái sơn thủy màu luôn. Đôi vô cặp, đúng một cặp của nó luôn. Tình trạng là cái màu nó có bị mẻ miếng chỗ này nha. Có chiều cao là 12.5 thôi. Hai cái bình này mình xin giao lưu với giá là 400.000 nha. 400.000 cho hai cái bình trà. Đây, cực kỳ đẹp luôn. 400.000 cho mã số 20. Mã số 21. Ba cái hũ này chỉ có cao 9 cm thôi. Cái đầu tiên thì nó có mẻ hai chỗ nhỏ nè. Cái hũ này chắc hũ đựng bách thảo của mọi người, nó thiêu. Cái hũ thứ hai đây, hũ này lành đẹp nè. Cuối cùng là hũ thứ ba. Tuyệt vời nha. Ba cái hũ này mình xin giao luôn với giá là 400 nha. 400.000 cho cái mã số 21. Hũ lấy thiêu và chát. Tiếp theo là mã số 22. Mã số 22 là một cái tô phải nói là siêu hiếm.
siêu hiếm của dòng gốm Nam Bộ, có đường kính miệng của nó là 16.5 đây. Cái tô lân, lân này mọi người, đây là trái châu nha, cái trái cái cầu của nó, trái châu này là trái châu nè mọi người. Có nhiều người nói là lân toàn cầu hay gì mình không có, nhưng mà mình thấy cái tích này là cái tượng trưng cho nam giới mình đây. Đây mọi người thấy không, đó mấy con lân này, hai con lân gốm Sài Gòn nghe mọi người, cực kỳ hiếm đồ. Mã số 22 này mình xin giao lưu với giá là 1.9 triệu cho cái tô lân siêu hiếm gốm Sài Gòn, 1.9 triệu cho cái mã số 22. Mã số 23 đây là ba cái tô lỡ rồng đường kính miệng 14 cm, ba cái đều hình như lành hết đây. À, đến điều có chữ nha, nhưng mà hơi bị mang hơi bị thâm chút nè mọi người. Đó, điều có chữ hết. Đây chữ nó đây. Đây cái thứ ba. Ba cái này mình xin giao lưu với giá là 550.000 nha. Ba cái bát đồng này mình xin giao lưu với giá là 550.000 cho cái mã số 23. Mã số 24 đây là một cái thố siêu mini, chỉ có 8 cm thôi mọi người, 8 cm. Gốm này có thể là gốm Sài Gòn đấy. Đó mọi người thấy không ạ, cực kỳ hiếm đồ nha, vừa men phun mà vừa rẻ nữa. Miệng nó có lát xíu chỗ này thôi nè, lát ở nơi lúm chút xíu thôi, ở trên nhìn xuống thì rất là nhỏ nha. Đó, cực kỳ đẹp, vừa hiếm đồ. Thấy rõ không ạ? Cái thố này mình xin giao lưu với giá là 2.6 triệu nha, 2.6 triệu cho cái thố siêu mini màu này, cực kỳ hiếm đồ nha mọi người, 2.6 triệu cho cái mã số 24. Cái mã 25 nha, 25 cũng là một cái siêu phẩm nha mọi người, đợi này hơi bị nặng tay đó nha. Một cái ché khủng luôn, ché này để mình xem coi, có chiều cao là tới 65, chiều cao 65, cái dòng bụng của nó là 53 nha. Ché độc sắc lái thiêu, tình trạng của nó là quai nó lành, hình như là tương đối là 98-99% rồi mọi người. Đây có những cái vết bọ này là vết quả biến nha, những vết này là vết quả biến của nó, cắt nó rồng nè mọi người, thấy rất là rõ không, nặng quá nặng. Bình này cái ché này rất là khủng luôn mọi người, xuất sắc nha, cái ché này gọi là ché xuất sắc của cái loại ché độc sắc như thế này, là rồng đắp gồng nổi lên mọi người, thấy cộm không? Tuyệt vời nha. Đây cái chôn của nó đây, quá trời nặng mọi người ơi. Ché này là mọi người không nên bỏ qua cái ché này nha, ché này quá trời đẹp và hiếm nữa. Đây có chiều cao cũng là 65 và dòng bụng là 53, mình xin giao luôn cái ché này với giá là hơi mệt nè, có ché là 8.5 triệu nha, 8.500.000 đồng cho cái ché mã số 25, rất đáng sưu tầm nha mọi người, 8.5 triệu. Ché này không vận chuyển không cũng đã một vấn đề đó. Cuối cùng là 26 nha, 26 là một cái nhạo đựng rượu nha, hàng xưa, nhạo này nhạo gồng cái nhạo mà thích gồng ít gặp lắm mọi người. Đây mình coi chiều cao nhiêu tao, chiều cao nó 13, nó chỉ tóc gió một cái đường tí tẹo chỗ này thôi, 400.000 nha, 400.000 cho cái nhạo rồng nha, dòng gốm sông bé mình 400.000 là mã số 26, cũng là bộ mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha. Cô chú anh chị yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Khách mới thì buộc lòng phải cọc 200.000 cái chai miền Tây mới gửi hàng. Khách cũ thì yên tâm, mình gửi hàng bình thường. Còn những ai yêu thích kênh Dây Chay Miền Tây thì nhấn vào nút để theo dõi những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.